chào cả nhà. Bữa nay thì mình sẽ ăn nấm đùi gà và đùi gà nhé. Mình sẽ ăn món này nhé. Trước tiên thì mình sẽ ăn một cái nấm đùi gà trước. Nấm đùi gà thì mình sẽ chấm với điểm. Ngọt dễ sợ luôn á. Ngọt dễ sợ luôn. Rồi ăn thử đùi gà này. Đùi gà này thì em sẽ chấm với nước chấm chéo. Có một cái lông bạn con già này. Thử miếng trước này. Nó dai. Nó ngọt, nó dai, nó giòn. Nè nó. Da nó giòn lắm luôn ấy, cái đùi nó ngọt và da nó giòn quá trời luôn. Da ngọt quá à, dai nữa. Ăn ăn không? Không, nó mang nó tốt đại đầu ạ. Mua ăn một cái này. Mang mấy cái đầu ạ, nó tốt đại đầu ạ. Chấm với cái chấm chéo này ha. Nó hơi cay, nó tí chanh ngào. Ngon quá trời luôn. Giòn nhỉ. Da này ngọt và da dai quá trời luôn á, da giòn. Cái da này giòn lắm nha, gà này cái da giòn cực kỳ luôn á. Cái thịt rất là dai mà da rất là giòn ngọt.